Về quan họ Bắc Ninh có này, lễ hội ở quan họ Bắc Ninh có rất nhiều. Với lại ở vùng dân tộc Tây Bắc, Đông Bắc này. Các bạn sai rồi, một bạn nam và một bạn nữ mới đúng. Chiều nay chơi trò chơi nhá, bây giờ đi tham quan nhá. Một nam một nữ nhá. Bây giờ cho các cháu đu nghịch tí xong mình đi tham quan xung quanh đã chị ạ, xong về bắt cá lại vì cái đoàn kia đang bắt rồi. Có người đội. Nào mượn, nào đi đến. Xem có phải vừa đội chơi vừa được.